Các bạn đang nghe truyện sông băng tận thế ta trữ hàng chục tỷ vật tư trên kênh TV Audio CV. Chương 1595, Vạn vật điều hòa. Lấy hữu tâm tính vô tâm, chiếm đoạt tiên cơ phía kia sẽ thu được vô cùng ưu thế thật lớn. Với tính cảnh giác của Ha Chi, hắn sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp này. Nhưng tầm quan trọng của nguyên tinh linh đã khiến hắn trở nên vội vàng, từ đó tạo ra kẻ hở trong ý thức cảnh giác của mình. Điều này đã tạo cơ hội cho đối phương ha chi định rút lui ngay lập tức nhưng đã quá muộn khi hắn bước vào khu vực này một người phụ nữ mặc trang phục đại vu cầm sáu tám lỗ đã bắt đầu thổi du dương âm thanh trầm bổng như vọng từ biển sâu trong sự du dương mang theo một chút khàn khàn vẫn còn có một loại hiệu ứng mê hoặc khiến người ta hoa mắt chóng mặt thế giới trước mắt ha chi đã bắt đầu nhăn nhó như bức tranh tinh không của vang gốc cơ thể hắn cũng bị vạn vẹo hai chân bất giác đi lên trên cơ thể rõ ràng hắn không hề động đậy, nhưng lại cảm thấy đầu mình dưới chân, giống như treo ngược trên không trung. Huyễn thuật, Hachi lập tức hiểu ra điều này, nhưng cảm giác buồn nôn như say sóng trong đầu lại không thể xóa đi. Vua nữ không xuất hiện, tiếng sáo tám lỗ càng thêm nguyễn chuyển du dương. Một bài, Sukiachi, đã tạo ra một ảo mộng không thể thoát khỏi cho Hachi. Trong tất cả các năng lực, dị nhân hệ tinh thần là một trong những loại hiếm nhất bất kể là thể chất yếu đuối hay khả năng tấn công bằng huyễn thuật khó phòng bị đều đặc biệt mang tính đại diện mà một khi bị huyễn thuật bao phủ ngay cả những dị nhân mạnh mẽ cũng rất khó thoát khỏi sự kiểm soát của huyễn cảnh khuôn mặt ha chi dần méo mó đỏ bừng như thể có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng ha chi dùng sức bóp của mình ta ta không thở được có lẽ chính hắn cũng không nhận ra rằng chính đôi tay của mình đang bóp chặt cổ họng khiến hắn ngạt thở một tiếng động giòn tan phát ra từ cổ họng hắn, một mụn máu tươi phun ra, sau đó hắn ngã gục xuống một cách yếu ớt. Không lâu sau, từ phía sau một gốc cây khô, mi chậm rãi bước ra. Cô mặc một bộ trang phục vu nữ đỏ trắng xen kẽ, viền vàng xung quanh, đầu đội một chiếc vương miệng bằng vàng trông vô cùng thiêng liêng. Nhìn thấy Hachi đã chết, khóe miệng cô nở một nụ cười lạnh lùng, chậm rãi tiến về phía Hachi. Nhưng khi đến trước mặt Hachi, khi thể vốn nằm trên mặt đất đột nhiên sụp đổ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong chớp mắt, nó đã biến thành một đống bùn đất, hoa, mặt đất sau lưng Sukuromi trực tiếp vỡ ra, hachilao về phía Sukuromi cùng với đất đá. Tay phải hắn nắm chặt một con dao găm quân đội ba cạnh, đâm vào gáy Sukuromi, tim bị đâm thủng, người sẽ không chết ngay lập tức, nhưng vẫn có nguy cơ phản công trước khi chết. Nhưng nếu não bị phá hủy, thì sẽ chết ngay lập tức. Con dao găm quân đội ba cạnh trong nháy mắt đã đến sau đầu sư cư Yomi khi sắp đâm vào, một luồng dao động kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong không khí. Ngay sau đó, con dao găm quân đội ba cạnh đột nhiên bị thứ gì đó chặn lại, phát ra một tiếng bang, giống như va chạm với một vật thể cứng rắn. Đồng tử Hachi hơi co lại, không chút do dự lùi lại vài chục bước, tay phải hắn cầm ngược con dao găm quân đội ba cạnh, tay trái rút ra một khẩu súng lục màu đen. Vẻ mặt nghiêm trọng nhìn người phụ nữ trước mặt. Đối mặt với sự phản công của Hachi, Sukeyomi không biểu lộ cảm xúc, chỉ có đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện vẻ tò mò. Cô từ từ quay người nhìn về phía Hachi. Mà phía sau cô, một bóng hình cao tới hai trượng dần dần trở nên rõ nét. Đó là một chiến binh thời chiến quốc mặc bộ giáp màu đỏ thẫm. Bộ giáp khổng lồ và đồ sộ khiến cho thân hình vốn đã khổng lồ của hắn càng trở nên áp đảo không nhìn rõ khuôn mặt của hắn vì trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ quỷ. Tay trái hắn cầm một thanh katana màu đỏ thẫm, tay phải cầm một thanh katana đen như mực, hai thanh đao chéo nhau chắn trước người Sukuyomi, bảo vệ chặt chẽ cô trong vòng tay của mình. Đây chính là năng lực của Sukuyomi, quỷ thần tử thủ. Linh hồn sau lưng, Hachi bên này đã nhận được thông tin liên quan đến đối phương thông qua trung tâm chỉ huy. Vì trang phục phụ nữ và năng lực đặc trưng rõ ràng này, hắn có thể nhận ra ngay danh tính của đối phương nghe hồng có hai tổ chức lớn xuất vân ở quang đông và đề hồ ở quang tây mà quân đoàn dị nhân của tổ chức xuất vân được gọi là ngự thần trụ ha chi nhìn chầm chầm sư cư yomi từng chữ một nói ngươi chính là thủ lĩnh của ngự thần trụ sư cư yomi đúng không mỗi một giây thần kinh của ha chi đều căng thẳng bởi vì theo thông tin tình báo của trung tâm chỉ huy chỉ số dị năng của Sukuyomi là 9.500 điểm, trong khi chỉ số dị năng của Hachi là 9.400 điểm. Mặc dù nhìn có vẻ chênh lệch không lớn, nhưng đối phương hoàn toàn có khả năng giết hắn. Vì vậy, hắn phải hết sức cẩn thận khi đối phó với đối thủ trước mắt. Sukuyomi cũng không vội ra tay với hắn, mà hỏi, ta rất tò mò, ngươi đã né tránh huyễn thuật của ta như thế nào? Hachi cười lạnh nói, chính ngươi thử một lần, chẳng phải sẽ biết sao đội trưởng hạm đội đại khu đông hải ha chi năng lực danh hiệu vạn vật điều hòa trong toàn bộ đại khu đông hải hắn đều là tiêu chuẩn đánh giá sức chiến đấu không phải vì sức mạnh mạnh hay yếu mà vì năng lực vạn vật điều hòa này có thể giúp hắn thích ứng với bất kỳ hoàn cảnh nào nói một cách đơn giản hắn có thể điều chỉnh thuộc tính năng lực của mình dựa trên môi trường xung quanh để bù đắp cho điểm yếu của mình vì vậy khi đối mặt với huyễn thuật của sức cư Yomi, hắn có thể tăng cường sức mạnh tinh thần của mình để vô hiệu hóa ảnh hưởng của huyễn thuật. Hachi nhìn chằm chằm sức cư Yomi, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ cách chiến đấu. Khi họ đặt chân lên đảo, họ đã có sự giác ngộ về cái chết. Bởi vì một khi gặp phải dị nhân của thế lực đối địch, chắc chắn sẽ là kết cục bất tử không ngừng. Không ai bỏ qua cơ hội này để tiêu diệt lực lượng của thế lực đối địch ở mức độ lớn nhất. Ánh mắt Hachi nhìn thấy Sakuchichi trong tay cô và quỷ thần tử thủ bên cạnh cô. Dị năng hệ tinh thần hay hệ đặc chất? Ta có thể ngăn cản đòn tấn công huyễn thuật của cô ta, nhưng qua cuộc giao tranh vừa rồi, có vẻ như quỷ thần minh sau lưng cô ta là loại cận chiến. Vậy thì, tầm xa là điểm yếu của cô ta sao? Nghĩ đến đây, Hachi không chút do dự nhắm vào Yomi và bóp cò súng. Từng viên đạn nguyên đáng bắn về phía Yomi, khuôn mặt sức cư Yomi bình tĩnh, tay phải cầm sa khu chi chi, áo choàng rộng lớn không hề động đậy. Được làm bằng tre, có rạch bên ngoài và có năm lỗ, bốn lỗ ở phía trước và một lỗ ở phía sau. Đây là một loại nhạc cụ gió phát ra âm thanh có rung ở cạnh. Không có gió, nhưng lại có một luồng khí kỳ lạ, như thể ẩn chứa một thứ gì đó quá dị. Tất cả đều lọt vào trong mắt của Hachi. Đối mặt với loạt đạn của Hachi, quỷ thần tử thủ đột nhiên bắn ra hai luồng ánh sáng đỏ chói mắt từ đôi mắt. Hắn phun ra một làn sương màu xanh lam, phát ra tiếng gầm nhẹ như từ địa ngục u minh. Ngay sau đó, quỷ thiết ở tay trái và thần thiết ở tay phải nhanh chóng chém mạnh ra trước người. Một luồng dị năng trả màu đen và một luồng màu đỏ thẩm hiện lên hình chữ thập bay về phía trước, vừa vặn chặn đường đạn của Ha Chi. Tất cả các viên đạn đều bị đẩy lùi, không thể đến gần sức cư trong phạm vi 3 mét. Sau khi đánh bật các viên đạn, đòn tấn công của quỷ thần tử thủ vẫn chưa dừng lại ánh mắt hắn tỏa ra ánh sáng đỏ hoang dã nhìn trầm trầm ha chi sau đó hai thanh đao giao nhau ngay sau đó ha chi nhìn thấy hình ảnh tàn dư của hắn lướt qua giữa không trung quỷ thần tử thủ tốc độ quá nhanh đến mức để lại hàng chục hình ảnh trong mắt ha chi hắn lao thẳng về phía ha chi hai thanh đao khổng lồ hung hăng chém xuống vạn vật điều hòa đôi mắt ha chi lạnh lùng trong nháy mắt kích hoạt năng lượng của mình lần này, hắn tăng cường sức mạnh cơ thể của mình. Đối mặt với đòn chém kinh hoàng của quỷ thần tử thủ, hắn nắm chặt con dao găm quân đội và chắn trên đầu. Binh, hai thanh đao giao nhau chém xuống, va chạm với con dao găm quân đội làm bằng kim loại Adamati, phát ra âm thanh chói tai khiến mà nghĩ đau đớn. Một luồng sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa từ dưới chân họ, trong nháy mắt khuấy động và cuốn ngược hàng nghìn mét độc khí xung quanh, mặt đất dưới chân họ vỡ tan tành. Hachi cắm sâu hai chân vào lòng đất, nhưng không hề nhúc nhích, chỉ có phần đất dưới chân hắn không bị vỡ vụn. Hắn có thể mượn lực của mặt đất để phản công. Còn quỷ thần tử thủ, nửa thân dưới của hắn chỉ là hư ảnh, chỉ có nửa thân trên tồn tại, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, bắt đầu chiến đấu kịch liệt với Hachi, ánh mắt Hachi nhìn chằm chằm quỷ thần tử thủ, đồng thời cũng nhìn về phía Sukuromi ở xa xa. Nếu ta có thể vượt qua quỷ thần này và tấn công bản thể của cô ta, Hachi suy nghĩ xong, cơ thể đột ngột chìm xuống đất quỷ thần tử thủ vung đao hụt. Ngay sau đó, trước mặt sư cư mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một hình người. Vạn vật điều hòa, có khả năng hòa nhập vào bất kỳ môi trường nào xung quanh. Hơn nữa, nó còn có thể hấp thụ những năng lực tương ứng. Độn thổ là một trong số những năng lực đó. Ha Chi tiến đến trước mặt sư cư con dao găm trong tay đâm thẳng vào mắt đen của cô, tuy nhiên, quỷ thần tử thủ vốn đang ở cách đó vài chục mét bỗng nhiên biến mất, rồi lại xuất hiện ngay sau lưng Sukuromi. ầm, um, quỷ thiết chính xác chặn đứng con dao găm, thần thiết chém về phía cổ Hachi. Hachi không thể không vừa chống đỡ đòn tấn công của quỷ thần vừa rút lui về phía sau để giảm bớt lực mạnh khủng khiếp của hắn. Mỗi lần quỷ thần chém, sức mạnh kinh hoàng đều khiến cánh tay Hachi tê liệt. Rõ ràng là giao chiến trực diện không phải là cách hay. Nhưng mà, hắn có thể dịch chuyển tức thời đến bên cạnh Sukuromi, cách tấn công bất ngờ dường như vô dụng tuy nhiên nếu đó là một linh hồn ở phía sau lưng thì phạm vi của hắn chắc chắn sẽ bị hạn chế ha chi nghĩ đến đây lại một lần nữa lợi dụng khả năng độn thổ để chìm xuống lòng đất Shikuromi nhìn cảnh tượng trước mắt cũng hiểu được một chút về khả năng của ha chi cô đưa tay phải về phía quỷ thần tử thủ đưa con chuột đó ra đây quỷ thần tử thủ toàn thân tỏa ra năng lượng dị năng đen đỏ hắn gầm gừ nhỏ như một con quỷ dữ đến từ cửu u hoàng tiền sau đó hắn vung đao, hai thanh katana khổng lồ đột nhiên cắm xuống đất. Lôi Minh Oanh năng lượng mạnh mẽ trực tiếp khiến mặt đất dưới chân vỡ ra, ngay cả lớp đất cứng cũng vỡ vụn thành bụi như đậu hũ. trong đống đá vụn, thân hình Hachi không còn cách nào ẩn nút. hắn không chút do dự, quay người chạy về phía sâu trong khu vực khí độc. đuổi theo hắn, Sức Cư Rô Mi nhìn về phía Hachi đang bỏ chạy, lạnh lùng ra lệnh. Quỷ thần Tử Thủ quay lại bên cạnh Sức Cư Rô Mi một tay đỡ cô lên vai mình, sau đó vung hai thanh đao, lao nhanh về phía khu vực khí độc, quỷ thần tốc độ quá nhanh, chưa đầy 5 giây đã đuổi kịp Ha Chi trong khu vực khí độc. Hai thanh đao khổng lồ chém trái bổ phải, năng lượng màu đỏ và đen hóa thành những luồng sáng đao thực chất, liên tục tấn công về phía Ha Chi. Vạn vật điều hòa, trong nháy mắt, Ha Chi hoàn thành quá trình biến đổi của mình. Đôi mắt của hắn lóe lên tia sáng u ám. Lần này, con dao găm ba cạnh trong tay hắn chính xác đỡ được đòn tấn công của quỷ thần so với lần đầu tiên hắn ứng phó bình tĩnh hơn nhiều năng lực vạn vật điều hòa giống như tắc kè hoa có thể giúp hắn thích nghi tốt hơn với môi trường xung quanh thậm chí là thích nghi với năng lực của đối phương hắn càng chiến đấu với đối thủ lâu bản thân sẽ càng thích nghi với cách chiến đấu của đối thủ sau đó cơ thể tự động tiến hóa bây giờ hắn đã nhanh chóng thích nghi với cách chiến đấu cuồng bạo của quỷ thần tử thủ tiếp theo là thời gian biểu diễn hai thanh đao đối đầu với con dao găm ba cạnh và súng ngắn đây là một cuộc đối đầu nhanh đến mức mắt thường khó có thể bắt kịp một quỷ thiết một thần thiết điên cuồng chém về phía ha chi mặt đất rên rỉ mặt đất dưới chân liên tục vỡ vụn ha chi dùng con dao găm ba cạnh để ứng phó mặc dù có chút chênh lệch về sức mạnh liên tục lùi lại nhưng không quá vất vả, mà là ứng phó khá bình tĩnh. Hơn nữa, trong khoảng cách phòng thủ, hắn còn có thể lợi dụng khởi nguyên đạn để tấn công quỷ thần, tìm kiếm điểm yếu trên người hắn. Bất kỳ vật thể nào biến thành năng lượng đều chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi khởi nguyên đạn. Mà mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào cường độ của năng lượng. Ầm ầm, rất nhanh, Hachi đã bắn hết một băng đạn, vỏ đạn màu đen rơi xuống đất. Ngay sau đó, mặt đất dưới chân hắn bị quỷ thần chém nát. Hai người vừa đánh vừa đi, những công trình kiến trúc xung quanh chịu ảnh hưởng của dư chấn, liên tục đổ sụp xuống. Nhưng Hachi không hề hoảng loạn, bắt đầu cố tình dẫn mi vào những con hẻm chật hẹp trong đống đổ nát của thành phố. Sau đó, lợi dụng địa hình đường tắt hẹp hòi để di chuyển và phản công. mi ngồi trên vai quỷ thần, lạnh lùng nhìn hắn. Trước khi đột phá quỷ thần, Hachi không thể làm cô bị thương chút nào. Xoẹt! Xoẹt! hai luồng đao khí nóng bỏng đang chéo chém tới, Ha Chi nguy hiểm né tránh, chạy vào đường tắt bên cạnh. Một tòa nhà cao tầng bên cạnh bị mở ra một lỗ hổng hình chữ thập xuyên suốt. Quỷ thần không bỏ cuộc đuổi theo, đi vào đường tắt. Nhưng ngay khi hắn xuất hiện ở cửa vào đường tắt, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện hai quả lựu đạn màu bạc. Trong nháy mắt, ánh sáng trắng chói mắt bao phủ mọi thứ xung quanh, Ha Chi bám vào tường, treo lơ lửng giữa không trung nhìn cảnh tượng trước mắt. Lựu đạn khởi nguyên, không biết trong địa hình chật hẹp như thế này có thể gây ra mối đe dọa lớn đến mức nào đối với ngươi, mà ngay lúc này, bên tai hắn lại vang lên âm thanh quen thuộc của sáu tám lỗ. Ha Chi cao mày, lại là huyễn thuật sao, nhưng thật đáng tiếc, loại năng lực này, đối với ta mà nói là vô dụng, trong làng bụi mù mịt, quỷ thần tử thủ bình an vô sự đi ra. Nhưng lần này, Ha Chi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Trên thân hình khổng lồ của quỷ thần, khói đen dày đặc như sương khói lượn lờ một cảm giác khủng khiếp hơn, độc ác hơn, đen tối hơn xuất hiện. Sukuromi thổi xong một khúc sáo tám lỗ, lạnh lùng nói với Hachi năng lực của ta tất nhiên là vô dụng đối với ngươi, nhưng đối với những người khác thì hữu dụng. Hachi cao mày, hắn cảm thấy một luồng khí thế nguy hiểm bao trùm lấy hắn. Mà lời nói của Sukuromi khiến hắn ngạc nhiên và khó hiểu. Nếu lần huyễn thuật này không phải dùng để đối phó với hắn, vậy thì là dùng để đối phó với ai, ở gần đây, không có đồng đội của hắn đột nhiên một ý nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu hắn chẳng lẽ ngươi muốn che đậy tín hiệu truyền tin của ta bên trung tâm chỉ huy tài khoản liên lạc với ha chi đột nhiên bị nhiễu loạn hình ảnh trở nên vô cùng mờ ảo ngay cả nhân viên theo dõi bên này cũng bắt đầu trở nên đờ đẫn cuối cùng họ đưa tay bóp chặt của mình định tự sát những người xung quanh thấy vậy vội vàng ngăn cản họ nhưng sau khi nghe giai điệu sáu tám lỗ kỳ lạ đó họ cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt trong đám đông một trung tá nhanh tay cắt đứt tín hiệu ngăn chặn âm thanh tiếp tục phát ra điều này mới khiến những nhân viên đó tỉnh lại huyễn thuật âm nhạc hắn ta liếc mắt nhìn thấu vấn đề chỉ có điều đối tượng tấn công của hắn không phải ha chi mà là nhân viên bên này hắn làm như vậy rốt cuộc là vì điều gì tín hiệu bị cắt đứt khiến lệ thiên dưỡng và những người khác cũng có chút khó chịu bây giờ đang là thời khắc chiến đấu quan trọng, sao có thể bị mất liên lạc được, có vấn đề gì vậy? Mau chóng khôi phục thông tin, Hachi treo lơ lửng giữa không trung, đang tìm cách phá giải Sukuromi quỷ thần để tiêu diệt bản thể của cô ta. Nhưng đột nhiên, hắn chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Quỷ thần vốn đang tràn đầy sát khí, giờ đây cơ thể cô ta trong làn sương mù dày đặc trở nên to lớn và đáng sợ hơn. Khói đen dày đặc bốc lên, bao trùm hoàn toàn quỷ thần đôi mắt ha chi dần mở to vì kinh sợ đồng tử co lại chỉ còn bằng hạt đậu trong khi đó sức cư trước mặt quỷ thần tử thủ cũng trở nên lạnh lùng và độc ác giờ đây không còn ai nhìn thấy nữa Người có thể chết rồi phía trung tâm chỉ huy sau vài phút mất tín hiệu liên lạc mới được khôi phục khi họ kết nối video họ phát hiện cảnh quay trước mắt đã đảo ngược 90 độ góc quay này chỉ có hai khả năng thiết bị bị rơi hoặc chính bản thân ha chi đã ngã xuống đất lệ thiên dưỡng căng thẳng trong lòng vội vàng lao đến đài chỉ huy và hét lớn ha chi ha chi tình hình hiện tại thế nào nhưng hắn không nhận được bất kỳ phản hồi nào chẳng chẳng lẽ hạm trưởng ha chi đã tử trận một sĩ quan tráng đẫm mồ hôi lạnh chỉ trong vài phút ngắn ngủi từ khi tầm nhìn của họ biến mất rồi lại xuất hiện họ không biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó Tuy nhiên, khi thiết bị thông minh trong bộ đồ chiến đấu của hắn ta bị rơi và không thể liên lạc được với người mặt, khả năng cao là đã xảy ra chuyện tồi tệ. Lệ Thiên dưỡng nghiến răng, vẻ mặt vô cùng u ám. Ha chi, ha chi, trả lời ta, cuối cùng, ống kính cũng có phản hồi. Một đôi chân đi quốc gỗ xuất hiện trước ống kính. Đó là một đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn, được bao bọc bởi tất trắng, và có thể nhìn thấy váy ngắn màu đỏ trên bàn chân có vẻ như nghe thấy âm thanh từ thiết bị liên lạc, một chân từ từ nâng lên rồi dẫm lên ống kính. Tại trung tâm chỉ huy chiến đấu, họ nhìn thấy một chiếc tất trắng nhỏ dẫm lên mặt mình. Rắc, ống kính xuất hiện vết nứt, đúng là thiết bị quân sự, đủ cứng cách. Nhưng một cú đạp này đã dẫm thiết bị xuống bùn đất, khiến họ hoàn toàn mất tầm nhìn. Đó là, chân của sư cư Yomi. Một sĩ quan lẩm bẩm, giọng nói có chút đắng ngắt, không kìm được nuốt một ngụm nước bọt mọi người nhìn về phía lệ thiên dưỡng tình hình chiến đấu không cần phải nói cũng biết hachi lúc này đã nguy cấp lệ thiên dưỡng tức giận đấm mạnh vào đài chỉ huy không thể nào với năng lực của hachi ngay cả khi không đánh bại được đối thủ hắn ta cũng không thể bị giết nhanh như vậy năng lực của sukuromi không thể làm được đến mức này sở hữu năng lực vạn vật điều hòa hachi có khả năng bảo vệ mạng sống hàng đầu ngay cả khi gặp phải đối thủ mạnh hơn hắn ta vẫn có thể nhanh chóng nhắm vào năng lực của đối phương và tối ưu hóa năng lực của mình. ai cũng biết rằng trong cuộc đấu giữa những dị nhân, mối quan hệ khắc chế thuộc tính năng lực rất quan trọng. vì vậy, nếu hachi không đánh lại được người khác, việc hắn ta chạy trốn vẫn rất dễ dàng. trừ khi hắn ta gặp phải quá nhiều kẻ mạnh hơn mình. để cho năng lực của hắn ta không kịp phát huy, hắn ta đã bị giết. nhưng mà, nghe hồng sức cư romi, cô ta thực sự mạnh đến vậy sao? lệ thiên dưỡng đầy phẫn nộ trong mắt nghe hồng không được phép có một kẻ tồn tại mạnh tới như vậy cô ta chắc chắn đã sử dụng một thứ gì đó mà chúng ta chưa biết lúc này tư đồ tính bình tĩnh lên tiếng người nghe hồng đặc biệt xảo quyệt họ luôn theo đuổi nguyên tắc hạ khắc thượng không ngừng suy nghĩ về việc thống trị những kẻ này có lẽ sẽ không dễ dàng thể hiện thực lực thực sự của mình như vậy hắn ta nói đầy ẩn ý các ngươi các ngươi thực sự hiểu rõ thực lực của những người này sao câu nói đó khiến mọi người ở đại khu đông hải đều tỉnh ngộ kể từ khi tận thế đến nay đối thủ mà họ quan tâm nhất chỉ có hải quân colombia còn nghe hồng tân la và các nước khác họ hoàn toàn không để vào mắt bởi vì thực lực của đại khu đông hải thực sự quá mạnh sở hữu nhiều vũ khí trang bị binh lính ưu tú và những dị nhân hàng đầu nghe hồng quốc gia bị quản chế quân sự trong một thế kỷ thực sự không có lực lượng vũ trang ra dáng. Nhưng mà, chưa chắc họ không có những dị nhân mạnh mẽ, khuôn mặt lệ thiên dưỡng tối sầm lại đáng sợ. Trước đây, khi Ly Long tử trận, hắn ta còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, coi thường cảm xúc của đại khu Giang Nam. Nhưng mà rất nhanh, hạm trưởng của họ cũng tử trận. Nói cho cùng, trên chiến trường, sinh tử là chuyện thường tình. Nhưng nếu chính hạm trưởng của khu vực mình người được bồi dưỡng bằng rất nhiều nguồn lực, tử trận, thì không thể nói là không đau lòng. Lệ Thiên Dưỡng im lặng một hồi lâu, rồi nói, hãy cập nhật ngay thông tin liên quan đến sư cư Yomi, đánh dấu chỉ số năng lực của cô ta là không rõ. Thông báo cho tất cả những dị nhân trên đảo, hãy chú ý đến kẻ này, cái chết của Hachi đã giống lên hồi chung cảnh báo cho tất cả mọi người. Chỉ trên chiến trường, người ta mới có thể nhìn ra nội tình thực sự của một người hoặc một thế lực những kẻ trước khi chiến đấu được thổi phồng quá mức được nâng lên tận trời có lẽ khi ra chiến trường cũng không có sức mạnh thống trị to lớn như vậy mà một số người ẩn mình sẽ thể hiện những móng vuốt sắc bén của mình khiến mọi người giật mình ví dụ như trương dịch ví dụ như sukuyomi ngươi sẽ không bao giờ biết được đối thủ tiếp theo mình phải đối mặt mạnh đến mức nào đừng để bị biểu tượng che mờ càng không được coi thường bất kỳ đối thủ nào còn đối với thực lực của phe mình, mọi người đều thận trọng tiến lên, tính toán tìm ra thần chi nguyên. Có một đội đặc biệt, cũng xuất hiện xung quanh vụ cốc. Không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, ngang dọc biển phồn tinh, thành viên của đoàn hải tặc Thiên Long Hải cũng tham gia vào cuộc tranh giành thần chi nguyên này. Thiên Long Vương là một trong những người đầu tiên nhận được tin tức. Từ đó về sau, khu vực Đông Hải của đoàn hải tặc Thiên Long Hải chúng ta cũng có thể tùy ý ngang dọc vài tên viên đội trưởng cũng tranh nhau nịnh bợ Thiên Long Vương. Đến lúc đó, muốn cho những người kia của đại khu Giang Nam cả đời không cách nào ra biển, để cho bọn chúng nhìn một chút, Đông Hải đến cùng là ai nắm quyền. Hơn nữa còn phải giao ra hung thủ giết chết Ni Lót, Thiên Long Vương khóe miệng nở một nụ cười thích thú. Yêu cầu đại khu Giang Nam giao ra trương dịch cùng lệnh hồ phi tuyết là điều không thể. Hắn cũng không dám ngạo mạng đến mức như vậy. Nhưng ít nhất sau khi hắn thăng tiến lên Epsilon, hoa tư quốc cũng không thể giống như trước chỉ phái ra một đội tàu nhỏ là có thể dọa hắn co đầu rút cổ trong pháo đài trên đất liền không dám ló đầu thần chi nguyên ta sẽ có được thiên long vương nắm chặt nắm đấm trầm giọng nói mà khi bọn chúng bắt đầu tiến về phía trước chuẩn bị tiến vào sâu trong vụ cốc ở một khu vực phía trước độc chướng nồng nặc đến mức có màu xanh đậm bắt đầu có một luồng dao động bất thường sau khi đoàn hải tặc thiên long hải tiến vào một khu vực phía trước bỗng nhiên từ sâu trong độc chướng dày đặc, xuất hiện từng bóng người màu xanh đậm. Trên người chúng mặc quần áo màu lục đen, đầu đội mặt nạ phòng độc, tay chân lộ ra bên ngoài, cũng có màu tím đen đáng sợ. Đặc biệt là móng tay của chúng, dài khoảng 3, 4 cm, tất cả đều có màu tím sẫm. Chúng giống như ma quỷ, từ sâu trong độc chướng bao vây lấy các thành viên của đoàn hải tặc Thiên Long Hải. Ban đầu, Thiên Long Vương và đồng bọn không phát hiện ra gì mà khi chúng nhận ra có sự dao động khác thường xung quanh độc chướng thì đã hoàn toàn rơi vào vòng vây của những kẻ kỳ quái kia dừng lại có phục kích tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ thiên long vương giơ tay phải ra hiệu cho mọi người dừng lại tất cả các thành viên lập tức vào tư thế chiến đấu nhưng những kẻ kỳ quái kia vẫn không ngừng bước chân tiếp tục tiến gần đến chúng khi những tên hải tặc phát hiện ra chúng những kẻ kỳ quái này đã tiếp cận trong vòng 20 mét ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy mức độ dao động của độc chướng. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Có thể vô tình đến gần như vậy mà không bị phát hiện, thực lực của những kẻ này chắc chắn không tầm thường. Phó đoàn trưởng Bạch Liên mở ra một chiếc quạt sắt hoa lệ, cảnh giác quét mắt nhìn những kẻ kỳ quái xung quanh. Chúng trông giống như những xác chết không hồn, thậm chí không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy chúng, người ta lại cảm thấy sợ hãi đến tận cùng bọn này là ai vậy trong số các đội ngũ tham chiến lần này lên đảo rất ít đội hành động theo nhóm lớn ngay cả đội dị nhân dưới sự chỉ huy của phó đội trưởng khi gặp chiến tranh hầu như đều trở thành pháo hôi vì vậy sau này rất nhiều đội trưởng cấp cao đều khai thác chiến lược hành động đơn lẻ trừ khi sở hữu năng lực đặc biệt hỗ trợ nếu không nay cả trợ lý cũng sẽ không mang theo thế nhưng những kẻ kỳ quái này thoáng nhìn cũng thấy có đến mấy trăm con ngay khi chúng chuẩn bị ra tay chiến đấu từ trên người mấy trăm tên kỳ quái này phát ra cùng một giọng nói đoàn hải tặc thiên long hải đội do lý phụng tiên cầm đầu đây không phải là nơi các ngươi nên đến hãy nhanh chóng rời đi nếu không các ngươi sẽ bị hải quân colombia trừng phạt nghe rõ ràng lần cuối cùng hãy rời khỏi đây ngay lập tức giọng nói từ bốn phương tám hướng truyền đến quanh quẩn bên tai của từng người thiên long vương nhíu mày là thành viên của địa ngục chi tỏa xung quanh đây có phải là phân thân không vậy thì bản thể của hắn chắc chắn ở gần đó bạch liên nhìn về phía thiên long vương long vương đại nhân chúng ta muốn khai chiến với hải quân colombia sao ánh mắt thiên long vương trở nên vô cùng u ám vất vả lắm mới tìm được đến đây bây giờ bắt chúng rời đi thì không thể nào nếu không nhận được thần chi nguyên để tăng thêm sức mạnh vậy thì tương lai hắn chỉ có thể trở thành một con lương ở đông hải loại quái vật ẩn núp ở sâu trong biển cả, không có mắt. Nó không thể bay lượn trên bầu trời, tung hoành trên biển cả, mạnh mẽ và không kiên nể gì như thiên long. Nhưng hiện tại, nếu khai chiến với kẻ trước mặt, thì chẳng khác nào công khai đối đầu với hải quân Colombia. Kết quả như vậy cũng vẫn là chết. E rằng muốn rời khỏi tinh đảo cũng không làm được. Thiên Long Vương suy nghĩ trái phải, bỗng lớn tiếng nói, ta là đoàn trưởng đoàn hải tặc Thiên Long Hải Lý Phụng Tiên không biết là vị nào của địa ngục chi tỏa chúng ta đoàn hải tặc thiên long hải từ trước đến nay có mối quan hệ hữu hảo với hải quân colombia chưa bao giờ có hành vi phạm thượng hơn nữa còn nhất trí với các ngươi về lập trường phong tỏa hoa tư quốc vì vậy chúng ta không phải kẻ thù sâu trong độc chướng một kẻ kỳ quái mặt trang phục chiến đấu màu xanh đậm đầu đội mặt nạ chống độc thành viên của địa ngục chi tỏa danh hiệu địa ngục mã còn được gọi là her sister chỉ số dị năng là 9.600 điểm. Chỉ số dị năng của hắn thấp hơn Vitor Beldia. Nhưng trong vụ cốc trà ngập độc chướng này, năng lực của hắn có thể này, Her Sister ẩn nút sâu trong độc chướng. Đối với hắn mà nói, đây là một tấm bình phong tự nhiên. Hắn thông thả trò chuyện với hon tướng quân ở trung tâm chỉ huy, báo cáo tình hình nơi đây. Ta đã chạm trán kẻ thù ở biên giới vụ cốc, là đám hải tặc ở khu vực vùng biển Đông Nam sau khi nghe những lời này, hòn tướng quân cũng cảm thấy bất ngờ. hải tặc tất cả các sĩ quan trong trung tâm chỉ huy đều cảm thấy rất buồn cười. trận chiến này là cuộc chiến giữa các cường quốc trong khu vực đại dương. mặc dù số lượng người tham gia không nhiều, nhưng lại đại diện cho lực lượng mạnh nhất của từng khu vực. húng chi, đằng sau mỗi người trong số họ đều có sức mạnh tuyệt đối mà đoàn hải tặc thiên long hải không thể trêu chọc. bọn hải tặc này điên rồi sao? lại dám đến quấy rối vào lúc này? ánh mắt hon tràn đầy sát khí. Cô Ludi ở bên cạnh hỏi, có muốn khai chiến với chúng không? Nhưng mà đoàn hải tặc Thiên Long Hải thực sự có sức mạnh nhất định. Mà ở đó, chúng ta chỉ có một mình Her Sister. Thiên Long Vương Lý Phụng Tiên, chỉ số dị năng là 9800 điểm, thông tin này không phải là bí mật gì. Nhưng hon tướng quân hầu như không do dự, hai tay chống lên bục chỉ huy, giọng nói như đinh đóng cột Her Sister, xử lý chúng, chiến trường là tàn khốc, bất kỳ khả năng nào có thể gây ra mối đe dọa đều phải bị xóa bỏ còn về việc her sister có thể giải quyết được đoàn hải tặc thiên long hải hay không chỉ số dị năng của đối phương là chín nghìn tám trăm điểm hơn nữa còn có hơn mười tên hải tặc tinh nhuệ theo bên cạnh còn chỉ số dị năng của her sister chỉ là chín nghìn sáu trăm điểm hon đọc thuộc lòng số liệu tình báo cung cấp khóe miệng cũng nở một nụ cười tàn nhẫn nhưng tự tin vì vậy lợi thế thuộc về chúng ta her sister nhận được mệnh lệnh của hon lạnh lùng đáp lại thu được cùng lúc đó những sinh vật kỳ dị vây quanh đoàn hải tặc thiên long hải đồng loạt tiến lên bỏ vũ khí xuống hai tay ôm đầu ta có thể tha mạng các ngươi đám sinh vật kỳ dị tạo thành một bức tường người bao quanh đoàn hải tặc thiên long hải lúc này đoàn hải tặc thiên long hải hoàn toàn không biết danh tính của đối phương nếu ra tay chẳng khác nào tuyên chiến với hải quân colombia nhưng để mặc cho chúng trói mình lại thì rõ ràng là không thể thiên long vương nhanh chóng đưa ra quyết định dết yes. hắn gầm lên một tiếng quần áo trên người lập tức bị xé toạc những cơ bắp trắng chắc phồng lên sau đó phủ lên một lớp đen bóng như sắt thép rất nhanh hắn biến thành hình dạng dị thú của mình kim cương giáp long nếu các ngươi muốn chiến tranh ta sẽ cho các ngươi chiến tranh thiên long vương gầm lên giận dữ những tên hải tặc bên cạnh hắn cũng cười lớn đủ loại năng lực dị năng được tung ra giao chiến với những tên lính kỳ dị kia Hàng trăm tên lính xông tới, hơn 10 tên lính vây công một người, bắt đầu một cuộc vật lộn dữ dội. Những tên lính này có kỹ thuật chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, ra tay cũng rất nặng. Đặc biệt là khi tứ chi va chạm, chúng cho người ta cảm giác như đụng phải sắt thép lạnh như băng. Thiên Long Vương biến thành một con rồng khổng lồ dài hàng trăm mét, lượn lờ trên không trung, lạnh lùng quan sát xung quanh. Sương mù quá dày, hắn không thể nhìn thấu những tên lính kỳ dị này được điều khiển bởi ai thân thể kim cương, thiên long vương xoay mạnh thân hình khổng lồ của mình, lực cực lớn trực tiếp quét bay hàng trăm tên lính. Long viêm, hắn mở miệng rộng như chậu máu, phun ra một lùng lửa đen dữ dội, dài đến hàng trăm mét, thiêu đốt đám xương độc xung quanh. Những chất độc này gặp phải ngọn lửa có nhiệt độ cực cao, nhanh chóng bị thiêu rụi. Các thành viên của đoàn hải tặc phấn khích hô lớn, Long Vương uy vũ. Long Vương uy vũ, nhưng Thiên Long Vương và Bạch Liên lại không cảm thấy chút nhẹ nhõm nào bởi vì họ quá quen thuộc với hải quân colombia họ mới thực sự là bá chủ của vùng đại dương này nếu không có niềm tin tuyệt đối họ sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh ngay cả khi hoa tư quốc đang tranh bá với colombia người ta cũng phải nói có thể chê colombia xấu nhưng không thể chê colombia yếu họ không thể tin rằng mình có thể dễ dàng đánh bại đối phương như vậy quả nhiên khi đám dị nhân dưới quyền vẫn đang reo hò bỗng nhiên một tên hải tặc cảm thấy cánh tay mình hơi ngứa. Hắn giơ cánh tay lên nhìn, những gì trong mắt hắn nhìn thấy khiến hắn trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Bộ đồng phục chiến đấu trên cánh tay đó đã bị ăn mòn ra bảy tám lỗ thủng lớn, máu thịt bên trong đang trắng bệch đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sau đó chuyển sang màu xanh đen, rồi nhanh chóng chuyển sang màu đen. Rất nhanh, thịt của hắn bắt đầu thối rữa, cơn đau dữ dội khiến hắn phát ra tiếng kêu trên thảm thiết. A à. Thiên Long Vương và Bạch Liên nhìn về phía hắn, nhưng rất nhanh, tiếng kêu trên không chỉ còn là của hắn. Trong đội ngũ, gần một nửa số người đều có những triệu chứng giống hệt nhau. Trên người họ xuất hiện nhiều vết ăn mòn thối rửa, rất nhanh đã có thể nhìn thấy xương, và vết thương vẫn đang tiếp tục lan rộng. Độc, tráng Bạch Liên đổ mồ hôi lạnh, những người vừa tiếp xúc với những tên lính kia đều đã trúng độc nặng, một số tên hải tặc không chịu nổi, rút dao ra, cắt đứt cánh tay, bụng và bắp đùi bị ăn mòn của mình những người ra tay sớm thì còn dễ nói nhưng một số người bị thương quá nặng căn bản không cắt hết được hơn nữa trong hoàn cảnh xương độc dày đặc và lạnh giá đến cực điểm này đừng nói đến việc chặt đứt tay chân chỉ cần để lộ một diện tích lớn vết thương ra ngoài cũng chắc chắn sẽ chết tệ nhất là đoàn hải tặc thiên long hải không có bất kỳ thông tin tình báo nào về kẻ địch đang ẩn nút nhưng tất cả thông tin tình báo của họ đã được truyền đến hệ thống dữ liệu của her sister từ trước trong đám xương độc Her sister lạnh lùng như một cỗ máy. Hắn đột nhiên đưa tay nhấc phần dưới của mặt nạ chống độc lên, để lộ hàm dưới của mình. Đó là một khuôn mặt thối rữa và đáng sợ, miệng lộ ra hàm răng trắng héo, thậm chí cả môi cũng không còn. Nhưng hắn lại mở cái miệng ác quỷ đó ra, hít thở mạnh mẽ thứ khí độc màu xanh lam kinh hoàng này. Tai ách quân đoàn Chỉ cần ở trên vùng đất này, hắn có thể liên tục nhận được chất độc tinh khiết nhất sau đó triệu hồi vô hạn những tên lính tai ương này bản thân chúng đã có sức chiến đấu mạnh mẽ đáng sợ nhất là toàn thân chúng đều mang chất độc gây tử vong với những trang bị thô sơ của đoàn hải tặc thiên long hải căn bản không thể ngăn cản được sự ăn mòn của nó chỉ cần trúng chiêu một lần gần như chắc chắn sẽ chết đoàn hải tặc thiên long hải ngay cả hình dạng của kẻ địch cũng chưa nhìn thấy đã phải chịu thương vong những người trúng độc chịu đựng nỗi đau thấu xương dù biết rõ mình không thể sống sót họ vẫn phải chặt bỏ phần bị ăn mòn nhưng sau khi chặt bỏ họ cũng sẽ nhanh chóng chết đi thiên long vương nổi giận gầm lên giận dữ tia sáng năng lực dị năng màu đen lóe lên quanh người hắn sau một lúc từ trong ánh sáng đen đó xuất hiện một con kim cương giáp long giống hệt hắn năng lực phân thân hải thị thận long hai con rồng khổng lồ dựa lưng vào nhau thân hình dài hướng về phía trước tìm kiếm sau đó phun ra một ngọn lửa đen dài ngọn lửa này dài gần ngàn mét, trong nháy mắt đã thiêu rụi đám khí độc và những tên lính tai ương trước mặt thành tro. Hai con rồng xoay tròn, trong vòng chưa đầy 10 giây, đã lấy chúng làm tâm điểm, dọn sạch một khu vực trống rộng bán kính ngàn mét. Thiên Long vương hóa thân thành sông Long, dùng ngọn lửa siêu nóng của rồng thiêu rụi khí độc xung quanh và những binh lính tai ương toàn thân nhiễm độc. Điều này đã dành được cho đoàn hải tặc một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, khí độc xung quanh lại tràn tới lần nữa đây là vụ cốc trung tâm của khí độc bất kỳ khoảng trống nào xuất hiện đều sẽ nhanh chóng được lấp đầy trừ khi thiên long vương có thể thanh trừ toàn bộ khí độc trên tinh đảo nếu không thì căn bản không có cách nào hóa giải nguy cơ này hơn nữa ẩn hiện dưới lớp khí độc nhóm binh lính tai ương thứ hai xuất hiện như những bóng ma giống như lũ thây ma vây quanh thiên long vương cảm thấy hơi nặng nề trong lòng đối với hắn trốn thoát khỏi nơi này hoàn toàn không phải là vấn đề nhưng một khi hắn rời đi những thuộc hạ bên cạnh hắn sẽ khó có thể chống lại cuộc tấn công vô tận của đối phương phó đoàn trưởng bạch liên nhận ra sự khó xử của thiên long vương cô cũng biết rằng để phá vỡ thế bế tắc này nhất định phải tìm ra kẻ lạ mặt đang ẩn nút trong bóng tối vì vậy cô nói với thiên long vương long vương đại nhân ngài hãy đi tìm kẻ lạ mặt ẩn nút đi chúng ta ở đây sẽ cố gắng chống đỡ Thiên Long Vương nhìn người phụ tá của mình, trong lòng cũng biết rằng, đây là cách làm đúng đắn nhất lúc này. Và đúng lúc đó, một bức tường người gồm những binh lính tai ương đông đúc tiến đến gần một cách vô cảm. Trong miệng chúng phát ra lời cảnh báo lạnh lùng. Đoàn hải tặc Thiên Long Hải, các ngươi đã bị bao vây. Hãy từ bỏ chống cự và đầu hàng ngay, nếu không chúng ta sẽ giết sạch các ngươi, các thành viên của địa ngục chi tỏa đều ở đây, đừng chống cự vô ích những lời này khiến tâm trạng của những tên hải tặc càng thêm tuyệt vọng vì sự chênh lệch thông tin quá lớn chúng không biết rõ đối thủ mà mình phải đối mặt là ai càng không biết có bao nhiêu kẻ địch ẩn nút trong bóng tối nếu những kẻ xuất hiện ở đây thực sự là nhiều thành viên của địa ngục chi tỏa thì ngoại trừ thiên long vương và phó đoàn trưởng bạch liên những người khác không có chút sức phản kháng nào chỉ có thể chờ chết tuy nhiên thiên long vương không dễ dàng bị lừa như vậy một người có thể trở thành vua hải tặc về mưu lược và trí tuệ đều vượt xa người thường ngoại trừ một người họ Lộ đời thứ ba. Vì vậy, khi nghe thấy lời cảnh báo của Her Sister, khóe miệng hắn nở một nụ cười lạnh, lớn tiếng nói, nếu thực sự có nhiều thành viên của địa ngục chi tỏa ở đây như vậy, thì ngươi sẽ không giả vờ như vậy. Nói xong, hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, một cột sáng màu đen lao thẳng lên trời, không lâu sau, lấy cột sáng màu đen đó làm tâm, những đám mây dày đặc bắt đầu ngưng tụ. Bầu trời vốn có màu xám trắng, tuyết rơi dày đặc nhưng theo thời gian, nó nhanh chóng biến thành những đám mây đen dày đặc. Rầm rầm, những viên mưa đá cực lớn từ trong mây trút xuống, bao phủ một phạm vi gần 10 km xung quanh. Còn thiên long vương hóa thân thành sông long, đầu rồng khổng lồ bắt đầu phun ra ngọn lửa nhiệt độ cao về phía xung quanh. Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng cao, những viên mưa đá còn chưa kịp rơi xuống đất đã bắt đầu tan chảy, biến thành nước mưa. Ầm ầm, thời tiết giá lạnh của mùa đông giá rét, vậy mà lại bắt đầu mưa, đây cũng là một cảnh tượng kỳ lạ. Một trong những năng lực của Thiên Long Vương Hoáng Vũ. Nước mưa từ trên trời trút xuống như thác đổ. Những hạt khí độc dày đặc bị nước mưa bao phủ, nhanh chóng bị pha loãng. Tầm nhìn xung quanh càng trở nên rõ ràng. Her Sister ẩn nút sâu trong khí độc nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, ta đã rất lâu rồi không thấy trời mưa. Cuối cùng, Thiên Long Vương cũng bắt được hình dạng của hắn. Thiên Long Vương tức giận nhìn về phía xa xa, nơi có một kẻ đeo mặt nạ phòng độc, hắn gầm lên một tiếng long trời lỡ đất, song long cuốn lấy nhau bay lên không trung. Chiêu lôi dẫn điện, trong những đám mây mưa, tiếng sấm rền vang, từng quả cầu sét cực lớn có vẻ chậm chạp, nhưng thực tế lại lao xuống Her Sister với tốc độ nhanh như chớp. Tuy nhiên, lúc này Her Sister không hề hoảng hốt. Hắn rất thích thú gian rộng hai cánh tay, để mặc cho lượng lớn khí độc nước mưa xối vào người. Thật là một cơn mưa tuyệt vời, hai tay hắn từ từ hạ xuống, sau đó một lực hút mạnh mẽ xuất hiện trong hai tay. Những chất độc màu xanh đậm trên mặt đất ung ục tràn vào cánh tay hắn. Tay phải hắn tùy ý vung về phía trước, một luồng chất độc màu xanh đậm pha trộn với mùi tanh hôi của hắn, biến thành một hình bán cầu che chắn trước người. Những quả cầu sét từng quả rơi xuống, đập vào lớp che chắn màu xanh đậm đó, chỉ nghe thấy tiếng đùng đùng liên hồi. Chất độc bị sấm sét liên tục bốc hơi nhưng Her Sister cũng có thể bổ sung thông qua vũng chất độc dưới chân. Đứng trên chiến trường này, hắn có thể phát huy hoàn hảo nhất năng lực của bản thân. Thiên Long Vương nhìn từ xa, nhưng không dám tùy tiện đến gần. Bởi vì toàn thân đối phương đều là chất độc, nếu đánh giết cận chiến thì rất có thể sẽ gây ra mối đe dọa lớn cho hắn. Nhưng nếu hắn không ra tay, thì Her Sister sẽ không cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Hai tay hắn chấp lại trước người, một lượng lớn chất độc như sôi trào cả lên, bắt đầu nổi lên. Những bọt khí này nhanh chóng nở ra, trở nên cao hơn một người. Tiếp đó, từ bên trong những bong bóng lục giác này, lại chui ra từng tên binh lính tai ương toàn thân nhất nháp. Giết chúng, Her Sister lạnh lùng ra lệnh. Một số lượng lớn binh lính tai ương bắt đầu tấn công các tên hải tặc. Còn bản thân Her Sister thì lấy ra từ ba lô một con dao găm quân đội hơi dài, trên đó tỏa ra ánh sáng xanh u, không cần phải nói cũng biết, trên đó có chất độc cực mạnh, chỉ cần chạm vào da, cũng sẽ khiến người ta tan rửa ngay lập tức, hắn nhìn trầm trầm thiên long vương, trong ánh mắt không có chút tình cảm nào. Dựa theo tình báo, năng lực mạnh nhất của thiên long vương là chém giết cận chiến. Mặc dù về mặt cận chiến, her sister không chắc có thể thắng được đối phương. Nhưng hắn có thừa biện pháp, tạt chất độc lên người thiên long vương. Cho dù đó là xương cốt cứng rắn đến đâu, thì sau khi bị chất độc dính vào, cũng sẽ đau đớn kêu gào cầu xin tha thứ thiên long vương và bạch liên bên dưới liếc nhìn nhau bạch liên chớp mắt ra hiệu với hắn rồi gật đầu im lặng ý của hắn là giao cho hắn ở đây là được thiên long vương không do dự nữa lập tức lao đến her sister đầu tiên xông tới tất nhiên là phân thân hải thị thận long của hắn hắn muốn xem thử kẻ chơi độc trước mắt này có thể gây ra tổn thương lớn đến mức nào cho hắn những binh lính tai ương liên tục xuất hiện từ trong chất độc sau đó xông đến những tên hải tặc trên mặt đất ánh mắt bạch liên lạnh lùng dùng sức quạt chiếc quạt sắt trong tay múa đi băng sương bạch liên chiếc quạt sắt quyển chuyển đảo qua bốn phía xen lẫn băng tuyết và gió bão trong nháy mắt lấy hắn làm tâm tấn công những binh lính tai ương ở bốn phương tám hướng những chất độc đó ngưng tụ thành thân thể còn chưa kịp đến gần đã bị đóng băng thành những bức tượng băng trên mặt đất giống như nở rộ một đóa hoa sen băng tuyết màu trắng khổng lồ hàng trăm tên binh lính tai ương đều bị phong ấn bên trong đó còn bên chiến trường chính này, cuộc đối đầu giữa Her Sister và Thiên Long Vương mới là cốt lõi. Đối mặt với cuộc tấn công của phân thân Thận Long, mặt nạ phòng độc của Her Sister đột nhiên nứt ra một đường. Hắn mở hàm răng trắng toát, phun ra một luồng chất nhờn màu đen từ trong miệng. Chất nhờn đó vừa xuất hiện giống như một vòng xoáy hấp dẫn chất độc xung quanh, chỉ trong chốc lát đã biến thành một con địa ngục mã có khuôn mặt xấu xí dữ tợn đến cực điểm, chỉ có ba chân. Tai ương hiện thân, ôn dịch chi nguyên, địa ngục mã. Nó chỉ có ba chân, tượng trưng cho bệnh tật, nạn đói và tử vong. Thân thể đen như mực tỏa ra mùi hôi thối, đầu lại là bộ xương khô trắng héo. Her sister triệu hồi nó, nó phát ra tiếng kêu chói tai, sau đó cuốn lấy vô số nọc độc, lao về phía thận long trên không. Thận long gầm lên rung trời, há miệng phun ra long viêm. Nhưng nọc độc mà địa ngục mã cuốn theo cũng giống như sóng dữ ngập trời. Trong hoàn cảnh mà độc tố gần như vô tận này, sức chiến đấu của Her Sister cũng tăng vọt. Còn Thiên Long Vương, khi chống lại không những không rơi vào thế yếu, ngược lại còn có ưu thế kiểm soát toàn cục. Rồng và ngựa bắt đầu cuộc chiến dữ dội. Long viêm của thận long phun ra, dễ dàng xé rách một nửa thân thể của địa ngục mã. Nhưng nọc độc tanh hôi bắn tung tóe ra lại ăn mòn lớp vỏ sắt thép bên ngoài của thận long. Ánh mắt thiên long vương càng thêm cẩn trọng độc tố đáng sợ như vậy, dù hắn có thân thể sắt thép cũng tuyệt đối không muốn chạm vào. Vì vậy, hắn chọn cách tấn công từ xa, để chiếm thế chủ động. Theo tiếng gầm của hắn, vô số ti chớp hình cầu từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Her Sister. Nhưng Her Sister không hề hoảng hốt, đưa tay nhấn một nút trên cánh tay. Cạch cạch, vai hắn bắn ra hai hàng pháo vai cỡ nhỏ, nhắm vào những tia chớp hình cầu trên không và bắt đầu liên tục quanh kích, quanh. quanh. Quanh, chất liệu đặc biệt của những viên đạn pháo cỡ nhỏ này có hiệu quả đặc biệt đối với năng lượng dị năng. Những tia chớp hình cầu đó có tốc độ rất nhanh, nhưng hệ thống chiến đấu thông minh của đồng phục tác chiến có thể khóa chặt mục tiêu và tấn công. Nói theo một cách nào đó, đây chính là phiên bản thấp cấp của tinh chuẩn xạ kích. Her Sister đưa hai tay xuống phía dưới, dưới chân hắn, ao nước mưa đã hóa thành ao nọc độc bắt đầu sôi sục, một độc long khổng lồ lao lên trời, tấn công về phía bản thể của Thiên Long Vương. Khu mặt thiên long vương tái mét. Cách làm của Her Sister rõ ràng là cố tình để hắn đau đớn. Hắn há miệng rộng, phun ra một luồng long viêm dữ dội, nhanh chóng thiêu rụi độc long đó. Nhưng ngay lúc này, ở phía bên kia, những tên hải tặc khác lại xuất hiện biến cố. Những tên lính tai ương bị Bạch Liên đóng băng. Ban đầu, Bạch Liên cho rằng vấn đề đã được kiểm soát tạm thời. Nhưng hắn không ngờ rằng những tên lính tai ương đó lại tự nổ tung, khi cơ thể chúng nổ tung, chúng hóa thành vô số nọc độc tanh hôi và khí độc màu xanh đậm. Trong số họ không có dị nhân hệ gió, còn Thiên Long Vương, người duy nhất có thể chế ngự khí độc, lại không ở gần đó. Vì vậy, rất nhanh đã có người trúng chiêu. Chỉ cần chạm vào một chút, đồng phục tác chiến đơn giản của họ sẽ bị ăn mòn. Còn mặt nạ phòng độc kém chất lượng cũng không thể chống đỡ được trong làn khói độc của Her Sister quá lâu một khi vật chất thanh lọc mất hiệu lực cái chết sẽ chờ đợi họ sự chênh lệch giữa quân hỗn hợp và quân chính quy thể hiện rõ ở vũ khí trang bị her sister vẫn lạnh lùng không có bất kỳ phản ứng vui mừng hay đắc ý nào là một bậc thầy dùng độc lại ở trong hoàn cảnh như thế này miễn là đối thủ không quá mạnh một trăm hay một người đối với hắn không có nhiều khác biệt đặc biệt là khi hành hạ người khác hắn ở đây đơn giản là không có đối thủ, Billy the kích còn phải nạp đạn cho hoa kim tước sau khi giết người. Planten, các lá mọc so le, có ba lá kép, hình trứng ngược, mặt dưới lá dày đặc có lông tơ màu trắng. Hoa hình con bướm màu vàng nở vào mùa xuân hè với tổng cộng 10 nhị hoa. Vỏ quả phẳng và không bị nứt. Hạt và cây con của nó dễ bị hư hại do sương giá, nhưng cây trưởng thành có khả năng thích nghi cao, còn hắn ở đây, đạn dược thì vô tận, thiên long vương tuy thấy thảm cảnh của thuộc hạ nhưng lúc này cũng không thể quay về trợ giúp đối mặt với đối thủ cấp bậc như her sister bất kỳ sự mất tập trung nào cũng có thể khiến hắn mất mạng nhưng làm sao để thắng được đây thiên long vương cũng rơi vào thế khó điểm mạnh nhất của hắn là khả năng cận chiến ở giữa đại dương với thân thể long vương hắn cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ nhưng tên trước mắt này lại khiến hắn không muốn lại gần nửa bước nhưng ngay khi Thiên Long Vương đang do dự, hắn đột nhiên cảm thấy mắt mình hoa lên. Một cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi bao trùm lấy hắn trong chớp mắt. Thiên Long Vương đột ngột mở to mắt, đây là, hắn trừng mắt nhìn Her Sister, cơ thể lập tức lùi lại vài trăm thước. Sau đó, hắn gầm lên, ngươi đã hạ độc ta từ lúc nào? Sự bất thường của cơ thể khiến hắn lập tức phản ứng lại, mình đã trúng độc, Her Sister không trả lời câu hỏi của hắn. Câu trả lời thực ra không khó. Thủ đoạn của Thiên Long Vương chỉ có thể ngăn chặn được độc tố hữu hình, còn không thể ngăn chặn được độc tố vô hình. Địa ngục mã là con độc thú mà hắn tạo ra từ dịch dạ dày của mình. Là vật dẫn truyền dịch bệnh, toàn thân her sister từ trên xuống dưới, từng tế bào đều chứa đựng chất độc chết người. Hắn nghiêm ngặt bao bọc mình lại, thậm chí còn đeo mặt nạ phòng độc, không phải để bảo vệ mình, mà là để bảo vệ người khác. Nếu không bất kỳ ai tiếp xúc với hắn cũng sẽ bị trúng độc và chết trong đau đớn trong thời gian ngắn nhất còn khi thận long của thiên long vương xé nát địa ngục mã chất độc chết người trên cơ thể nó đã lan ra không khí theo hơi thở nó xâm nhập vào cơ thể của thiên long vương her sister tháo mặt nạ phòng độc ra để lộ khuôn mặt quỷ dị méo mó như bị độc tố ăn mòn đó là một khuôn mặt khó có thể diễn tả bằng lời cả khuôn mặt trắng bệch như thể một xác chết đã ngâm trong nước nửa tháng không có một sợi tóc môi mũi da quanh mắt đều bị ăn mòn sạch sẽ thịt trên mặt méo mó ngũ quan như thể được một đứa trẻ ba tuổi xếp gỗ tùy ý bày ra trên một khuôn mặt cướp giết đi hỡi những linh hồn của u minh địa ngục hắn nói xong há miệng phun ra một vũng dịch nhần kinh tởm trên đồng phục tác chiến những chiếc kim tiêm nhỏ nhô ra đâm thủng da thịt của hắn sau đó chảy ra máu màu nâu những chất lỏng đó chảy vào ao nọc độc dưới chân hắn ngay lập tức nhuộm ao nọc độc thành màu nâu đen đậm đặc từng con quái thú nọc độc giống như cơn ác mộng bò ra từ ao nọc độc gào thét lao về phía thiên long vương và thuộc hạ của hắn thiên long vương đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi dù đã trải qua nhiều mưa máu nhưng hắn chưa từng thấy sinh vật địa ngục ác quỷ tầm thường như thế này cảm giác khó chịu tột độ trong cơ thể vẫn đang lan tràn hắn cố gắng lợi dụng thể chất và dị năng mạnh mẽ để chế ngự nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được chảy xuống một dòng máu đen không thể tiếp tục đánh nữa trận chiến này hoàn toàn không cân sức thiên long vương nhận ra điều này liền dứt khoát vung đuôi trên không trung chạy về phía bạch liên và những người khác lúc này những tên hải tặc khác cũng không chịu nổi mặc dù họ không phải đối mặt với her sister mà chỉ là những tên lính tai ương mà hắn tạo ra nhưng chất độc ăn mòn đã khiến không ít người trong số họ bị ăn mòn thành bộ xương khô. Bạch Liên lợi dụng sức mạnh của băng xương, ngưng tụ thành một bộ giáp băng xương lộng lẫy trên người mình, chống lại độc tố ăn mòn. Một mình Her Sister đã đánh cho toàn bộ đoàn hải tặc Thiên Long Hải phải khổ sở chống đỡ. Ngay cả Thiên Long Vương cũng không có cách nào đấu tay đôi với Her Sister. Hắn hung hãn, nhưng sự hung hãn đó chẳng là gì trước sức mạnh tuyệt đối trên lệch ánh mắt thiên long vương lạnh lẽo đáng sợ. Nếu liều mạng với nguy cơ tử vong từ chất độc thực thể, hắn chắc chắn có cơ hội áp sát Her Sister, sau đó thử giết chết hắn, nhưng giờ hắn đã bại lộ trước tầm mắt của hải quân Colombia. Kể cả giết chết Her Sister, hắn cũng khó thoát khỏi số phận tử vong. Sau một hồi suy nghĩ, Thiên Long Vương đưa ra quyết định. Hắn dùng phân thân thận long để ngăn cản đòn tấn công của Her Sister, sau đó đột ngột xoay người trên không trung, chạy về phía đám thuộc hạ lúc này các thành viên của đoàn hải tặc thiên long hải đều vô cùng đau đớn có người đã bị chất độc ăn mòn nửa người trở thành một con quái vật nửa người nửa quỷ trông vô cùng thảm hại thiên long vương không nói hai lời trực tiếp dùng đuôi cuốn lấy phó đoàn trưởng bạch liên sau đó bay lên không trung và đi xa long vương đại nhân chúng ta vẫn chưa lên thuyền đâu các thuộc hạ khác lo lắng và đau đớn kêu lên nhưng thiên long vương làm ngơ trước tiếng kêu của họ trong hoàn cảnh như thế này những dị nhân có thực lực thấp kém đã không thể nào tham chiến và tạo ra ảnh hưởng họ đã giúp thiên long vương tiến gần đến vũ cốc hơn nửa người nào cũng trúng chất độc mang theo họ chỉ là vướng víu thiên long vương là thủ lĩnh hải tặc tâm ngoan thủ lạc những thuộc hạ vô dụng đương nhiên sẽ bị hắn vứt bỏ không thương tiếc cảm ơn các ngươi những năm qua đã cống hiến cho đoàn hải tặc thiên long vương chỉ để lại một câu như vậy sau đó bay lên không trung những tên hải tặc còn sống sót tức giận chửi ầm lên lý phụng tiên ngươi là đồ khốn nạn hèn hạ vô sĩ chúng ta xuống trước chờ đợi ngươi ngươi cũng chắc chắn sẽ chết ngươi chắc chắn sẽ chết ngươi tuyệt đối không đến được thần chi nguyên nhưng sau khi thiên long vương và bạch liên rời đi họ càng không thể ngăn cản được sự ăn mòn của binh lính tai ương her sister rất nhanh kèm theo tiếng kêu thảm liên miên những người này đều bị chất độc ăn mòn trở thành một bãi máu nhầy nhụa. Her sister nhìn theo Thiên Long Vương và Bạch Liên đi xa, không có ý định đuổi theo. Hắn bình tĩnh báo cáo về trung tâm chỉ huy. Có hai người trốn thoát, lần lượt là đoàn trưởng đoàn hải Tạc Lý Phụng Tiên và phó đoàn trưởng Bạch Liên. Muốn truy đuổi Phi Long ở trên không trung, đó là hành vi hoàn toàn không hợp lý. Her sister không ngu ngốc như vậy, càng không rời khỏi mặt đất, nơi có lợi nhất cho chính mình. Sau khi nghe báo cáo, hòn tướng quân cao mày. Tên này không dễ giết đến như vậy, trung tá Coludi bên cạnh cho biết, cho dù không phải là dị nhân do quân đội đào tạo, nhưng dù sao hắn cũng sở hữu 9.800 điểm năng lực chỉ số thực lực trên giấy tờ. Nếu như hắn một lòng muốn trốn thoát, thực sự không dễ dàng giết chết như vậy. Her sister am hiểu chiến đấu trên chiến trường, chứ không phải chiến đấu truy kích. Hòn tướng quân nhận một điếu xì gà từ thư ký bên cạnh hít một hơi thật mạnh. Sau đó, hắn ta có chút phiền muộn nói, chỉ sợ tên này sau này sẽ trở thành tai họa ngầm trên chiến trường của chúng ta. Hắn ta không lo lắng về sự hợp tác giữa Thiên Long Vương và Hoa Tư Quốc, bởi vì mâu thuẫn giữa đoàn hải tặc Thiên Long Hải và Hoa Tư Quốc thậm chí còn lớn hơn nhiều so với bọn họ. Thiên Long Vương mang theo Bạch Liên rời khỏi khu vực này, hồi lâu sau mới hạ cánh tại một khu vực hoàn toàn yên tĩnh bạch liên nhảy xuống đất từ đuôi của thiên long vương cơ thể không tự chủ được mà quỳ xuống khuôn mặt cô tái nhật đáng sợ lấy tay che miệng ho khan dữ dội rất nhanh máu đen tràn ra từ miệng hắn thiên long vương biến trở lại hình người hắn lấy một bình thuốc giải độc từ người ra và ném cho bạch liên ngươi không sao chứ bạch liên mở nắp thuốc giải độc và uống vào khuôn mặt hắn có thêm chút sắc máu nhưng cơ thể vẫn trông rất suy yếu bạch liên cố gắng đứng dậy ấy nấy nói với Thiên Long Vương, xin lỗi, Long Vương đại nhân, đã để ngài quan tâm. Thiên Long Vương hừ lạnh một tiếng, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng nói, hải quân Columbia chết tiệt, cũng công ta từng làm nhiều chuyện như vậy cho chúng, cuối cùng chúng lại đâm sau lưng ta, tất cả đều là giả dối, cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình, trận chiến này, hầu hết các thành viên tinh nhuệ của đoàn hải tặc Thiên Long Hải đều đã chết sạch. Tuy nhiên, thiên long vương không quá đau buồn hay hối tiếc nhớ ngày đó hắn cũng chỉ là một ngư dân vô danh dần dần trưởng thành trở thành bá chủ tung hoành vùng biển đông nam chỉ cần hắn có đủ thực lực mạnh mẽ không lâu nữa hắn cũng có thể tập hợp một đội ngũ không kém gì trước đây sau tận thế khắp nơi đều là nạn dân chỉ một miếng lương thực cũng có thể thu phục một thuộc hạ đắc lực chỉ cần bạch liên còn sống là tốt sau khi nilót chết trong trận chiến Hắn là chiến lực cấp đội trưởng duy nhất dưới trướng Thiên Long Vương. Một người tài giỏi như vậy không dễ dàng có được. Sau khi uống thuốc giải độc, cơ thể Bạch Liên tạm thời không còn đáng ngại. Hắn nhẹ nhàng ho kha một tiếng, nói với Thiên Long Vương, "Long Vương đại nhân, tiếp theo chúng ta không thể mạo hiểm nữa, dị nhân Colombia đã xuất hiện tại biên giới vụ cốc, điều đó có nghĩa là những thế lực lớn khác cũng đã đến gần đây. Nếu chúng ta tiếp tục tiến lên, chắc chắn sẽ còn gặp phải kẻ địch." thiên long vương nhìn về phía bạch liên trong đoàn hải tặc thiên long hải mặc dù bạch liên sở hữu chiến lược mạnh mẽ nhưng tác dụng chính của hắn vẫn là làm quân sư về mặt bày mưu tính kế hắn rất giỏi nhớ ngày đó khi thiên long vương mới trở thành hải tặc cùng với các anh hùng nam hải tranh bá chỉ dựa vào sức mạnh hắn cũng không chiếm được nhiều lợi thế một lần tình cờ hắn gặp bạch liên đang chết đói trên biển bạch liên là một học giả phương nam của hoa tư quốc cùng quê với Thiên Long Vương. Xuất phát từ tình cảm này, hắn đã cứu Bạch Liên. Kết quả là, không ngờ Bạch Liên đã sử dụng trí tuệ của mình để giúp Thiên Long Vương không ngừng củng cố thế lực. Tôn tử binh pháp, trong tay hắn được vận dụng một cách nhường nhuyễn so với những tên hải tặc khác. Thêm vào đó, hắn còn học được kiến thức quản lý khoa học trên mạng, kết hợp với chiến lược mạnh mẽ của Thiên Long Vương, rất nhanh đã khiến đoàn hải tặc Thiên Long Hải trở nên hùng mạnh, chiếm đoạt hàng chục đoàn hải tặc xung quanh cuối cùng tạo nên cục diện thiên long xưng vương ở vùng biển đông nam vì vậy thiên long vương rất tôn trọng ý kiến của bạch liên bạch liên ngươi có ý kiến gì không bạch liên nói nhỏ chống lại trực diện với chúng chúng ta không có chút cơ hội chiến thắng nào hệ thống tình báo vũ khí trang bị hay thậm chí là quân số chúng ta đều ở thế yếu tuyệt đối nhưng mà chúng ta có thể chờ trong ánh mắt hắn lộ ra một vẻ tà nhẫn thiên long vương tò mò hỏi chờ cái gì chờ chúng đánh nhau bạch liên kiên định nói chúng coi nhau là đối thủ cạnh tranh lớn nhất thực ra chúng không mấy quan tâm đến chúng ta chúng ta không ngại ẩn nút chờ chúng đánh nhau trước đến lúc đó khi chúng đã đánh nhau gần xong chúng ta sẽ ra tay chiêu này được gọi là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi thiên long vương nghe bạch liên nói xong thì gật đầu Giao thủ ngắn ngủi với Her Sister đã khiến hắn thấm thía sâu sắc sự chênh lệch giữa mình và các thế lực dị nhân lớn. Thực lực của hắn không hề kém, nhưng điều kiện tiên quyết khi giao chiến quá chênh lệch khiến hắn bị trói tay trói chân. Nếu như hôm nay xuất hiện trước mặt hắn không phải một thành viên của Địa Ngục chi tỏa mà là hai tên, e rằng hắn muốn chạy trốn cũng là điều xa vời. Được, ta nghe lời ngươi. Bây giờ chúng ta cần tìm một nơi để nghỉ ngơi trước đã. Là một dị nhân sở hữu thể chất cường hãn, thiên long vương có thể lợi dụng thời gian để từ từ đào thải độc tố trong cơ thể còn bạch liên dù đã dựa vào thuốc giải độc để bảo vệ tính mạng nhưng trong thời gian ngắn vẫn không thể tham chiến họ muốn phục kích chờ đợi cuộc chiến giữa các thế lực lớn bùng nổ điều đó không khó để nhận ra những dị nhân đứng đầu các thế lực lớn đều đã đạt đến cấp độ delta đỉnh cao và khi những người như vậy giao chiến ít nhất phải tác động đến khu vực rộng hàng chục km Thiên Long Vương chắc chắn sẽ cảm nhận được chấn động đó. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Trương Dịch đánh chết Vi To Bêu Đi. Trong ba ngày này, hắn vẫn chưa tiến hành một cuộc săn giết nào nữa. Thay vào đó, hắn ẩn núp và quan sát tình hình trên chiến trường. Dù sao thì hắn cũng đã giết chết một thành viên cấp cao của địa ngục chi tỏa. Rất khó để đảm bảo rằng sở chỉ huy hải quân Colombia sẽ không phát động một cuộc truy quét lớn đối với Trương Dịch. Vì vậy, Trương Dịch đã tìm thấy một tầng hầm sâu, triển khai lưỡng giới tuyệt kết, sau đó tự nhốt mình cùng hoa hoa và nhạc nhạc trong đó, sống sót trong ba ngày. Trong ba ngày đó, hắn không cảm thấy bị truy lùng hay săn đuổi. Và Trương Dịch cũng đã hồi phục nguyên khí, đưa trạng thái của mình lên mức hoàn hảo nhất. Vì vậy, hắn quyết định ra tay một lần nữa, đi sang những binh lính liên hợp dị nhân khác. Trương Dịch đưa tay vuốt ve đầu hoa hoa và nhạc nhạc, đi thôi, ba ngày rồi, chắc hẳn đã có nhiều chuyện xảy ra bên ngoài chúng ta cũng đi xem náo nhiệt thôi mèo ô gâu gâu trương dịch dẫn theo một mèo một chó dịch chuyển ra khỏi lòng đất trong thời gian chiến đấu bản đồ địa hình của khu vực này về cơ bản đã được hắn nắm rõ nguyên lý thực ra rất đơn giản mặc dù tinh đảo bị ảnh hưởng bởi độc chướng và từ trường đặc biệt không thể định vị bằng vệ tinh nhưng mà bằng cách đi qua khu vực theo cách thủ công cũng có thể vẽ ra bản đồ thông qua hệ thống trí năng. Lúc này, sự tiện lợi của dị nhân hệ không gian được thể hiện rõ. Hắn có thể nhanh chóng di chuyển giữa các khu vực lớn, vì vậy bây giờ đã nắm được bản đồ của một phần lớn khu vực. Sau khi kiểm tra đơn giản, Trương Dịch nói với giọng ẩn ý, không biết tình hình, đã 10 ngày trôi qua. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ chắc cũng đã đến gần vụ cốc rồi, tiếp cận vụ cốc không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu. Bởi vì ai cũng biết, mục tiêu cuối cùng của mọi người đều là thần chi nguyên nằm sâu trong lòng đất ở vụ cốc. Muốn tìm kiếm một kho báu ở dưới đất như vậy trong vụ cốc rộng lớn không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi khi vòng độc thu hẹp, kẻ thù cũng sẽ thường xuyên xuất hiện bên cạnh. Chiến đấu càng trở nên không thể tránh khỏi. Mỗi người đều phải cẩn thận hơn. Trương Dịch mở cánh cửa không gian, nói với Hoa Hoa và Nhạc Nhạc, đi thôi, chúng ta cũng đi, cá bắt đầu tụ tập, ngư dân cũng nên cầm thương ra khơi. Trương Dịch dẫn theo một mèo một chó tiến lên, không lâu sau đã đến ranh giới của vụ cốc. Hắn dừng lại, không vội vã bước vào khu vực kinh hoàng kia, mà là để nhạt nhạt đi trinh sát trước, xem xung quanh có kẻ địch hay không. Nhạt nhạt đưa mũi xuống đất, bắt đầu sử dụng năng lực bẩm sinh của mình để bắt giữ mùi vị lưu lại trong không khí. Chỉ một lát sau, nhạt nhạt đột nhiên dựng tay lên, mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào một hướng nào đó. "Ông chủ, có đồ tốt?" Trương Dịch tò mò hỏi. "A. À, đồ tốt là gì?" Nhạc Nhạc quay đầu nhìn hắn, vì quá phấn khích, nó dùng móng vuốt lớn đào bới trên mặt đất. "Chúng ta đã từng thấy ở phía trước, loại năng lượng này." Mắt Trương Dịch sáng lên. "Hợp thể nguyên tố sao? Đó thực sự là một món đồ tốt." Trương Dịch tất nhiên đã gặp, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên, lần này hắn không chọn mang theo hoa hoa và nhạc nhạc mà là nói với hoa hoa và nhạc nhạc các ngươi ở lại đây đừng đi đâu hoa hoa nhìn trương dịch không hiểu mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt hơi kinh ngạc chủ nhân của nó quá cẩn thận lần này lại không mang nó theo mà hành động một mình lúc này trương dịch đã mở lưỡng giới tuyệt kết bắt đầu thay quần áo hoa hoa nhìn thấy bộ quân phục dị nhân colombia trên người trương dịch mắt mở to chủ nhân sao ngươi lại mặc quân phục của dị nhân colombia trương dịch thản nhiên nói tất nhiên muốn theo đuổi sự phấn khích thì phải theo đuổi đến cùng không tệ hắn mặc chính là quân phục của bêu đi những binh lính liên hợp bên kia đã để mắt đến ta chỉ cần ta xuất hiện chúng sẽ nhanh chóng đánh giá thân phận của ta dựa trên đặc điểm cá nhân của ta những kẻ đánh không lại ta sẽ lập tức bỏ chạy còn những kẻ có thể đấu tay đối với ta cũng sẽ lập tức gọi viện binh chi bằng ngụy trang một chút để chúng không biết rõ thực lực của ta một mèo một chó là đặc điểm nổi bật nhất bên cạnh trương dịch ngoài ra không còn gì khác trương dịch hành động một mình đổi một bộ quần áo cho dù người khác có thể đánh giá ra hắn không phải là dị nhân colombia thì trong thời gian ngắn cũng không thể biết rõ hắn là ai và sự do dự ngắn ngủi này là đủ để hắn làm được nhiều việc nhạc nhạc lúc này thổi phòng ông chủ uy vũ ngài thật là quá thông minh chỉ có hoa hoa là mặt mày im lặng lẩm bẩm có cần thiết hay không với thực lực hiện tại của ngươi trên hòn đảo này có ai có thể đe dọa được ngươi chứ trương dịch nghe vậy nhếch miệng cười cẩn thận không bao giờ thừa và ngay khi trương dịch chuẩn bị hành động nhạc nhạc đã phát hiện ra hướng của nguyên tinh linh lúc này đã có người xuất hiện ở nơi này sâu trong độc chướng có một khu vực không hề có khí độc lượng lờ ở đây Nguyệt Hoa mờ ảo tạo ra một môi trường yên bình. Hơn 10 nguyên tinh linh ngồi trên mặt đất hoặc dựa vào tường đổ nát, một mặt thưởng thức giai điệu du dương, một mặt thoải mái nhắm mắt lắc đầu. Và ở giữa chúng, có một số lượng lớn tinh linh, chính là những sinh vật bí ẩn mọc lông trắng và có sừng hưu trên đầu. Trong tay nó cầm một cây sáo thử nghiệm, thổi lên một bản nhạc du dương. Tuy nhiên, cảnh tượng hòa bình này không kéo dài được bao lâu. Một người bước ra từ sương mù. Hắn để một chút tóc, trán quấn khăn trùng đầu màu đen, quanh mắt là một loại trang sức màu khói. Khi nhìn thấy những tinh linh trước mặt, hắn nở một nụ cười vô cùng khoa trương. Ha ha ha, nguyên tinh linh, hơn nữa còn có một con cỡ lớn. Quả nhiên, khi đến vũ cốc, ngay cả NPC xuất hiện cũng trở nên cao cấp hơn, người đàn ông trang điểm cười lớn không kiên nể gì, còn khoa trương ngã người ra sau. Lúc này, bên cạnh hắn không xa lại có một người bước ra người này có mái tóc đỏ rực bên hông đeo một thanh katana dài và cũ nhìn thấy biểu hiện của người đàn ông trang điểm hắn lạnh lùng nói tử trạch hãy bỏ thói xấu của ngươi đi nói lớn như vậy ở đây rất nguy hiểm người đàn ông trang điểm có chút bất mãn nói ta nói lớn vì ta làm được người đàn ông tóc đỏ bất lực lắc đầu nếu không phải vì người này có thực lực đủ mạnh hắn thực sự không muốn hành động cùng hắn bây giờ thừa lúc khi chưa có ai phát hiện ra Hãy lấy thứ đồ chơi này đi, người đàn ông tóc đỏ nhìn chằm chằm vào sinh vật bình thường là long miêu lớn, trong mắt cũng thoáng qua một tia nóng bỏng. Bản nguyên của con này tương đương với một dị nhân cấp delta cao cấp, khi hai người xuất hiện, các tinh linh không có bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng khi họ bộc lộ ác ý, long miêu lớn lập tức ngừng ca khúc. Các tinh linh nhỏ vội vàng chạy trốn ra sau nó. Đôi mắt ngây thơ và đáng yêu ban đầu của long miêu lớn lập tức trở nên hung dữ a à, nó mở cái miệng lớn như chậu máu phát ra tiếng gào thét sắc nhọn ánh trăng trắng xóa trong nháy mắt bao phủ ra bốn phương tám hướng cơn bão dị năng dữ dội khiến lớp khí độc dày đặc bị đẩy lùi ra ngoài hàng trăm mét người đàn ông tóc đỏ và yên huân trang dường như đã chuẩn bị sẵn sàng hai người không hề nao núng trên người cũng tỏa ra dị năng mạnh mẽ chẳng đứng sức mạnh xung kích này sinh vật kết hợp với thần chi nguyên là một loại tồn tại vô cùng kỳ diệu trong cơ thể chúng chứa đựng năng lượng sinh mệnh cực kỳ mạnh mẽ nhưng chúng chỉ có thể dựa vào bản năng để chiến đấu đây cũng là lý do tại sao người đàn ông trang điểm gọi chúng là npc chỉ cần nhìn thấu cách chiến đấu của chúng có thể lợi dụng cách đó để nhanh chóng tiêu diệt chúng sau đó có thể thu được năng lượng bản nguyên tinh khiết đây là thứ mà ngay cả các dị nhân cấp đội trưởng cũng thèm muốn nhưng trước khi hai người kịp ra tay họ cảm thấy một luồng khí tức từ một hướng khác xuất hiện. Ánh mắt của hai người lập tức trở nên cảnh giác. Họ nhìn về phía đó, chỉ thấy một bóng dáng yểu điệu từ từ xuất hiện trong làn khí độc dày đặc. Đó là một người phụ nữ cao gầy, với thân hình đặc trưng của phụ nữ phương Tây là vòng eo và ngực nở nang. Qua bộ đồng phục tác chiến trên người cô, hai người nhận ra thân phận của cô. Trong số các thành viên của địa ngục chi tỏa, chỉ có một người phụ nữ. Danh hiệu, Medusa. Nguy rồi, sao lại là cô ta, người đàn ông tóc đỏ và yên huân trang nhìn người đến, không khỏi nhíu mày. Gặp phải thành viên của Địa Ngục Chi Tỏa ở đây, họ rất khó xử. Bởi vì lần này, họ đến đây để hỗ trợ Địa Ngục Chi Tỏa. Hai bên là đồng minh, không phải kẻ thù. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.